Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 28 tháng 9, 2019. Hôm nay mình sẽ đi bỏ phân gà cho vườn cà phê. Nhưng mà trước khi đi bỏ phân gà thì mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn cà phê của nhà mình một chút nha. Bởi vì bữa trước mình có làm một cái video khuyên mọi người để cỏ ở trong vườn. Nhưng mà hồi đó là mình chưa có điều kiện đi quay thực tế, mình chỉ ngồi một chỗ. Mà mình lại ngồi ở ngay cái gốc cà phê nó không được tốt cho lắm, do cái gốc đấy nó ở gần nhà ấy. Và đấy mình chỉ nghĩ là nó có đủ ánh sáng thì mình quay thôi. Nhưng mà khi mọi người nhìn vào cái gốc cà phê đó, mọi người đánh giá là phương pháp của mình không có tốt. Cho nên hôm nay mình sẽ đi quay thực tế cho mọi người cùng tham khảo nha. Đây là cái cây cà phê mà mình hay ngồi dưới gốc nó để quay video cho mọi người xem. Thực ra nhìn nó không đến nỗi tệ, nhưng mà do nó bị cây sa kê che bóng rồi ấy, nên cành lá của nó hơi ít một chút. Còn đây là mặt tiền của vườn mình đây. Cái đống đó là cái đống phân mà mình chuẩn bị mang phân gà đi bỏ. Vườn này là vườn 138, ghép giống 138. Nhưng mà ở vườn này có trồng thêm cây ngã tư ấy. Cây ngã tư thì lại là giống thiện trường. Nhưng mà do vườn khá là rậm rạp nên cái cây thiện trường nó nhỏ tí à, nó không có lớn được bao nhiêu hết. Mình không có làm cỏ gì hết, nhưng mà do trời mưa nhiều với lại vườn nó tối ấy nên cỏ nó cũng không mọc bao nhiêu, nhìn nó cũng khá là thưa. Từ đầu năm đến giờ là mình đã bỏ hết hơn 15 triệu tiền phân rồi, tổng diện tích ở đây là 8 sào. Thì mình bỏ phân lần đầu tiên là vào tháng 3 dương lịch. Lúc đó là mình bỏ phân NPK, sau ngày hôm sau là mình bỏ phân Lân Văn Điện luôn. Rồi lần thứ hai là mình bỏ vào tháng 5. Và lần thứ ba là mình bỏ vào tháng 7. Cái lần tháng 7 đó là lần cuối cùng mình sử dụng phân cho vườn này. Vườn 138 này, năm ngoái mình thu được 5 tấn nhân trên 1 hecta. Thì so với cái giống 138 thì cái năng suất đó cũng gọi là khá khá rồi. Còn vườn giống thiện trường thì mình thu được 7,5 tấn nhân trên 1 hecta. Mình bắt đầu có ý định làm nông nghiệp theo hướng tự nhiên là từ tháng 9 năm ngoái. Thế là từ lúc mà mình nảy ra ý định đó là mình cắt hết phân cho vườn luôn. Không chăm bón gì nữa, mình chỉ đi sửa cành tạo tán cho nó sạch sẽ thôi. Và mình bắt đầu nuôi cỏ từ đó. Mình không có phun thuốc gì cho vườn nữa và phân thì cũng hạn chế đến mức tối đa. Mọi người có thể thấy những cái cây cọ mà nó đang chết dần đó là cây cọ thài lài. Còn những cái cây cọ lá tròn thì lại không bị chết. Đợt mùa mưa thì như vậy, nhưng mà đến mùa nắng thì ngược lại. Thì cọ lá tròn sẽ chết rất là nhiều, nhưng mà cọ lá dài lại không bị chết. Vườn mình cứ thay đổi liên tục như vậy ấy. Cứ một năm là thay cọ 2 lần, nó tự động nó thay luôn chứ mình không tác động gì cả. Đã đi đến vườn giống thiện trường của nhà mình rồi. Đây là vườn của nhà mình. Phát cỏ cũng khá lâu rồi, nhưng mà mùa mưa nên cỏ không có mọc cao được. Tất cả các vườn diện tích 8 sào này của nhà mình đều là từ khi ghép đến giờ là chưa cho một hạt phân chuồng nào hết ấy. Toàn là dùng phân hóa học không à. Nên bây giờ đất nó đã bị thoái hóa dần rồi và cũng bắt đầu bị bạc màu. Do đó nên bây giờ mình phải quyết tâm nuôi cỏ để mà cải tạo lại cái khu đất này. Và mình cũng khá là liều, là vườn thì không có phân chuồng mà đất thì đã bị thoái hóa rồi, vậy mà mình lại còn nuôi cỏ. Mà đã nuôi cỏ thì lại kết hợp với việc hạn chế bón phân nữa chứ. Nên bây giờ cà phê lên như vậy thì cũng là một niềm vui rồi. Mình sẽ tiếp tục duy trì cái phương pháp này. Như mọi năm ấy, làm nhà mình đến cái mùa khô ấy, gần đầu mùa mưa ấy, là bệnh rệp rồi nấm đen ấy, xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà năm nay mình không thấy nó xuất hiện mấy, thưa thưa, nên mình chỉ cần lấy tay đi mình vuốt cái là nó hết à. Còn đến đợt tháng 9 này thì cái hiện tượng mà trái nó bị nấm đen ấy cũng rất là ít luôn. So với năm ngoái thì ít hơn nhiều. Mặc dù không phun thuốc gì hết nhưng mà cây cà phê rất là sạch sẽ. Đây là vườn mình và cái chòi của nhà mình nhìn từ xa. Thank you.
Chắc tham quan vườn như vậy cũng đủ rồi, bây giờ mình phải tranh thủ đi bỏ phân cho vườn thôi, chứ lát nữa trời nắng lên thì bỏ rất là mệt. Cái đợt bỏ phân chuồng này nó không nằm trong kế hoạch của mình, do có phân thì mình bỏ thôi, nhưng mà phân không có đủ cho hết tất cả diện tích, phân chỉ đủ cho từ khoảng 3 sào, hơn 3 sào thôi. Nhưng mà những cái vườn mà mình không có phân chuồng để bỏ thì hồi đầu năm mình cũng đã đổ vỏ cà phê cho nó rồi. Mình đổ cho mỗi cây là nửa bao vỏ cà phê. Vì vườn rất là nhiều cỏ nên vỏ cà phê hoai cũng rất là nhanh. Mình đổ vỏ tươi luôn chứ không có ủ gì hết. Nhưng mà đổ ra vườn chỉ có 1 đến 2 tháng thôi là vỏ đã bị hoai và gần như là mất dấu, không còn dấu vết gì luôn rồi á. Tại vì vườn có cỏ nên chắc là hệ vi sinh cũng phong phú ấy, nên phân hủy phân rất là nhanh luôn. Cái đợt mà mình đi sửa cành cà phê ấy, cái đợt đấy là phân nó đang hoai nên nó có mấy cái con gì mà nó trắng trắng ấy, nó cứ bò lên đồ các thứ rồi nó làm tổ trên đồ mình luôn, mà mình giặt nó cũng không hết. Cứ mỗi lần mà đi sửa cà phê xong là bị cái con đó bò lên người là về phải bắt từng con một. Mình không biết con nó là con gì, nhưng mà sau khi cái con đó xuất hiện thì vỏ cà phê gần như là bị hoai hết luôn. Cái con trắng trắng đó rất là nhỏ luôn ấy, nó chỉ nhỏ bằng cái đầu út bi thôi. Xuất hiện rất là nhiều và nó xuất hiện hình như là khoảng từ 1 đến 2 tuần là nó cũng tự mất đi đâu hết luôn á. Vỏ cà phê hoai là nó cũng mất luôn. Không biết là con đó là con gì, ai biết thì nói cho mình biết với nha. Vì vườn mình rất là dốc ấy, nếu như mình lôi cái bao phân này mà từ dưới sình lên trên đồi là một bao là mệt nghỉ luôn á. Nên mình chia theo từng đoạn, cứ cách 5 đến 6 hàng là mình bỏ một đống, rồi mình cứ lôi dần lên trên đỉnh. Phân gà này mình sẽ bỏ cho một bao là 2 cây. Vườn mình là có trồng cây giữa ngã tư ấy, nên cây đó nó nhỏ thì mình cây to thì mình đổ 2 phần 3 bao và cây nhỏ thì mình đổ 1 phần 3 bao thôi. Cứ một bao phân gà là mình đổ cho một cây to và một cây nhỏ. Vườn mình bỏ phân rất là ít nên đợt này là cũng coi như là đợt phân cuối cùng rồi. Vườn nào có phân gà thì càng tốt, mà không có thì cũng kệ luôn, mình chỉ bỏ vậy thôi. Và kế hoạch năm sau mình sẽ còn hạn chế phân ít hơn nữa, chắc cũng chỉ khoảng chục triệu thôi. Tại năm nay mình bỏ phân NPK ấy, nó mắc hơn. Năm sau mình quyết định là chỉ bỏ phân đơn chứ không bỏ NPK nữa. Mình sẽ giảm cái lượng phân đó dần dần. Mọi người toàn nói là mình toàn kiến thức sách vở không biết làm vườn ấy, nhưng sách vở đâu có dạy mình làm cái kiểu nông nghiệp tự nhiên đâu. Cái này là mình từ cái sức khỏe của chính mình ấy, nên mình cũng suy ra cái cây và bắt đầu mình áp dụng thử thôi, chứ đâu có phải là sách vở gì dạy đâu. Sách vở toàn là dạy mấy cái nông nghiệp công nghệ cao, rồi dạy bón phân hóa học, rồi xịt thuốc vân vân không à. Mặc dù là mình hạn chế bón phân và không phun thuốc, nhưng mà mình thấy năng suất vườn cũng không phải là giảm quá nhiều. Tính ra nó vẫn phải được từ 5 đến 6 tấn nhân trên 1 hectare. Với số tiền đầu tư tiền phân một năm mình khoảng 15 triệu, thì ngoài ra không có đầu tư gì khác, thì với cái số lượng năng suất đó thì mình không thể nào mà lỗ được. Cho nên mình sẽ quyết tâm áp dụng cái phương pháp nông nghiệp tự nhiên này cho đến cùng. Mục tiêu của mình đó là giảm càng nhiều phân càng tốt, và dần dần cái vườn mình mà cái đất nó được hồi phục rồi ấy là mình sẽ cắt hoàn toàn phân luôn, mình để cho nó thành một cái vườn tự nhiên luôn. Có thể là ở Việt Nam mình chưa có ai làm như vậy, nhưng mình cũng mong là mình sẽ làm thành công. Đây là phương pháp bỏ phân gà của mình. Mình sẽ sau khi mà mình đổ phân ra gốc cà phê rồi là mình sẽ đi lấy chân mình đá đá để tạo đều cái lớp phân ra cho nó đều gốc cà phê á. Chứ mình không có để nguyên một đống đấy mà mình tạo đều nó ra hết. Mình thấy phương pháp nông nghiệp tự nhiên đối với người Việt Nam mình còn khá là lạ lẫm và người ta không có tin. Do đó mình sẽ làm chuột bạch để thí nghiệm. Nếu như mình mà làm thất bại thì mọi người cũng lấy đó làm kinh nghiệm. Mà nếu như mình thành công thì mọi người cũng có thể làm theo thử. Mình sẽ thường xuyên đăng những video để cập nhật tình trạng vườn của mình, để cho những ai mà có đam mê về nông nghiệp tự nhiên có thể sử dụng để tham khảo nha. Phân gà sau khi mình đổ ra và mình tạn đều hết thì nó sẽ như thế này.
Hầu như là mình đã tạm đều nó hết xung quanh gốc cà phê rồi. Mấy con chó đi theo mình nghe toàn mùi phân gà, giờ nó cũng bị tăng động luôn này. Mệt quá mọi người ơi. Mới bỏ được có mười mấy bao thôi mà cũng mệt đắm đuối luôn. Nó có mấy bao nó dính mưa nó ướt ấy, nó nặng trịch luôn ấy. Có bao thì nhẹ, có bao thì nặng. Bao nào ướt thì bao nó nặng. Một ngày thì mình bỏ được có mấy chục bao thôi à. Tại mình làm theo kiểu mà kiến tha lâu cũng đầy tổ ấy, chứ mình không có làm một mạch cho hết. Do đáng lẽ cái phân này là bên cung cấp phân là người ta bỏ cho mình luôn á. Mình mua một bao phân này là 15.000, còn tiền người ta chợ vô vườn rồi người ta bỏ cho mình luôn nữa là một bao 2.000 nữa. Nhưng mà có điều là họ chỉ bỏ ở dưới sình thôi à, còn ở trên đồi họ kêu là trời mưa xe họ không lên được ấy, thế là họ không bỏ cho mình. Bây giờ còn mấy trăm bao mà toàn là phải vác bằng tay không à, tại vì xe không có lên được. Bên vận chuyển là họ bỏ cho mình tự bỏ luôn. Nên lên đồi rất là mệt luôn. Cứ mỗi lần mà mình vác cái bao phân lên ấy là mình cứ phải đi được ba bốn hàng là mình chất đóng một đống, xong rồi mình phải chuyển dần lên, chứ mình không có lôi một mạch từ dưới sình lên đồi là một bao là đủ mệt chết luôn rồi. Chắc hôm qua là mình mới bỏ bữa đầu tiên, hôm nay là bữa thứ hai thì chắc chiều nay nữa là cũng hết hai sào vườn này rồi. Ngày mai thì mình bỏ vườn bên kia nữa. Cứ mỗi ngày được một sào cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ một chút để lát nữa mình đi bỏ phân tiếp. Chứ lát nữa mình mệt rồi mình không quay phim được nữa đâu. Nên video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy mình chia sẻ cái gì mà không đúng thì hoặc là có gì thắc mắc thì mọi người bình luận ở dưới. Và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha.